Kính chào toàn thể quý Phật tử, chư quý đồng đạo và quý vị. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện hơn 50 tác phẩm từ nguồn gốc và lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương cho đến Phật giáo Hòa Hảo. Theo thể văn xuôi, nhiều nghệ sĩ diễn đọc, kính mời quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu vào trang mạng thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube xem, nghe và tải file MP3 hoặc nhận thẻ nhớ 16GB đầy đủ những tác phẩm nói trên. Xin liên lạc cô Hồng số điện thoại 0389828070. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tặc câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này ngài vẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ khoét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao, kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khó. Họ phá hoại hạnh phúc của con người, cơ hàn, đói khó, thay vì phải làm lụng như những kẻ khác, mưu cuộc sống còn. Họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi tới tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chủng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, những kẻ ấy, dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi đen tối, nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thoái vô nghì, lánh điều phi nghĩa. Lưới trời là luật trừng phạt tự nhiên của tạo hóa, nhân quả. Sách thánh có câu: thiên võng khôi khôi, phân khúc trực, thần linh hít hít, định huy vinh. Nghĩa là lưới trời lồng lộng, chia ngay dài, thần linh tỏ xét, diệt đầy dơi. Đức Thầy bảo: trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Đạo tặc là trộm cướp gian lừa, vô công mà lấy của quốc gia hay của người khác về làm của mình đều gọi là đạo tặc. Vì ý muốn không làm có ăn, không lo có mặc, nên kẻ trộm cướp thường mượn câu bần cùng sanh đạo tặc, phú quới tác lễ nghi để chữa mình. Là hành động kẻ đạo tặc là gây nên thảm trạng trộm cướp sát nhân, sống ngoài dòng pháp luật, phá rối an ninh và hạnh phúc của mọi người, lường gạt chiếm đoạt của công hoặc tư, đến như những đồ vật dụng, củi đuốc, trái cà, trái ớt cũng dơ dét về làm của mình. Những kẻ hành nghề đạo tặc là lớp người cặn bã của xã hội, sống bị đời khinh miệt, luật pháp phân xử, chết bị luân chuyển báo đền, như câu chuyện Thập Bát La Hán, hoặc anh học trò thi rớt và con lừa của ông bàn công cư sĩ. Đức Thầy cho biết: tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Muốn giải trừ ác đạo tặc, trước nhất ta phải nghĩ đến công mồ hôi nước mắt của người tạo ra tiền của, phải ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân và bỏ điều phi nghĩa. Luôn nhớ lời cảnh tỉnh của Đức Thầy: hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Người chừa đặng ác đạo tặc sẽ được lợi ích. Thứ nhất, tiền của không bị nạn nước lửa, lường gạt cướp giật hay con cháu phá tán. Lợi ích thứ hai, được mọi người chung quanh yêu kính,
và thân tâm thường phúc lạc yên ổn. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Nói tóm lại, ác đạo tặc là một trong 10 điều ác, cũng là một trong ngũ giới. Nhà tu diệt trừ được nó, chẳng những được an vui trong kiếp sống hiện tại, mà tương lai còn đặng giải thoát luân hồi sanh tử. Tà dâm muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như thế. Lần dở xem sử sách, thời thấy tội ác ấy lan diễn khắp nơi, từ trào nội cho đến thứ dân, từ trong gia đình đến kẻ xa người lạ. Nó là mầm gây ra biết bao thảm trạng, gương của vua Tề với vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi, há chẳng còn lưu liên hậu thế. Giàu ỷ của hiếp dâm kẻ khó, quan ỷ quyền cưỡng bức đám dân hèn, gian phu dâm phụ từ xưa đến nay luôn luôn đều có. Muốn tránh sự bại hoại nền luân lý nước nhà, muốn giữ gìn tiếng tăm của gia thế, phải đừng để dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa trao dồi lòng hiếu trung chinh tiết. Tà dâm là phá hoại tiết trinh của nữ giới, hoặc thông dâm với vợ con hay chồng con của kẻ khác, không phải vợ chồng chánh thức. Đức Thầy bảo, muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Ác tà dâm thứ năm càng tề, chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần, làm đau quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cũng dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều tám trạng từ xưa nay, trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, hoàng lân thế dâm ô dân khó. Kẻ dâm loạn thường gây chiến tranh thù hận, thanh toán lẫn nhau, tiêu tan sự nghiệp. Như vua Tề với vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi. Thứ hai, thân xác bệnh tật, trí huệ mờ lu, chết đỏ ba đường ác. Như Trung Hoa có vua Trụ, vua Kiệt, Việt Nam có Lê Ngọa Triều. Để diệt trừ tệ trạng tà dâm, mỗi người nên làm chủ tâm hồn, đừng để dục tình lôi cuốn. Noi gương các bậc trung trinh tiết liệt, giữ gìn luân lý lễ nghi và thuần phong mỹ tục của nước nhà, Đức Thầy thường cảnh giác người đời. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trình hại tiết nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyền lời đờn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điềm nhục tông môn, đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói,
nhưng mẹ hiền dâu thảo rồi truyền. Người chừa được ác tà dâm thì được các điều lợi ích như sau. Thứ nhất, tông môn không bị đời biếm nhẹ, quyến thuộc chẳng bị kẻ khác gạt gẫm dâm loạn. Thứ nhì, thân hình tốt đẹp trang nghiêm và trường thọ. Thứ ba, trí huệ mau sáng suốt và đoạn lần hột giống sanh tử. Tóm tắt, tà dâm là ác đứng đầu trong các tội ác. Chính nó làm nảy sanh ra muôn ngàn tội ác khác. Nó cũng là nghiệp nhân ràng buộc con người trong luân hồi sanh tử. Cho nên nhà tu quyết định phải trừ dứt để được tự tại an vui trên đường sang về cõi Phật. Vua Tề với vợ Thôi Tử. Vua Tề, tức Tề Trang Công, thời chiến quốc Trung Hoa, nguyên là Thái tử quan. Bấy giờ Thôi Tử làm quan thượng khanh cho vua Tề. Tử có người vợ là Đường Khương, sắc đẹp hơn người. Vua Tề dâm loạn với nàng Đường Khương, nên sau bị Thôi Tử gạt vua vào nhà rồi giết chết. An Lộc Sơn với Dương Quý Phi. Dương Quý Phi sanh đời Đường Trung Hoa, hiệu là Thái Chân. Nàng có sắc đẹp khuynh thành và trí thông minh, được Thái tử Long Cơ yêu cưới về làm vợ. Song vua cha là Đường Huyền Tông quá say mê sắc đẹp Thái Chân, bèn đoạt lấy phong làm Dương Quý Phi. Còn An Lộc Sơn làm tiết độ sứ cho vua Đường, gốc là Rợ Khiết Đan. Sơn A Tùng với Lý Lâm Phủ, Tâu Giang Nịnh, vào làm con nuôi của Quý Phi, để cùng Quý Phi dâm loạn và mưu đồ cướp ngôi nhà Đường. Cuối cùng việc bại lộ, quan quân nhà Đường buộc vua Đường xử Quý Phi phải thắt cổ mà chết để đền tội. Sau cánh quân của An Lộc Sơn bị tan rã và Sơn cũng chết.